Đại lý xe đạp thể thao Quang Lâm chào tất cả các bác yêu xe trên toàn quốc. Nội dung video ngày hôm nay thì đầu tiên em sẽ giới thiệu cho các bác một cái chuyến hàng của nhà em vừa mới về xong rất là nhiều luôn ạ. Có nhiều rất nhiều bác hỏi là hàng nhà em là hàng mới hay là hàng cũ thì em xin trả lời luôn. Hàng nhà em là hàng mới 100% nhá. Và khi mà từ công ty chuyển về thì nó đã nguyên đai, nguyên kiện, nguyên thùng như thế này rồi ạ. Bên nhà em thì là một đại lý được công ty ủy quyền phân phối rất là nhiều loại xe từ tay ngang cho đến tay cong, từ giá những phân khúc giá từ bình dân cho đến tầm trung và do chấn cao cấp đều có hết nhé các bác. Và khi mua hàng ở bên nhà em thì các bác sẽ mua được hàng chính hãng của công ty nhé, chính hãng của công ty 100%. Bên nhà em thì luôn luôn bán theo đúng giá niêm yết của công ty nên các bác sẽ không lo mua phải hàng với giá cao và không lo bị thổi giá, và đặc biệt là sẽ có chế độ bảo hành như công ty. Các bác đã yên tâm chưa? Quá yên tâm đúng không ạ? Và nội dung tiếp theo em sẽ giới thiệu đến các bác cách lắp những cái phụ kiện của xe nhé. Tất nhiều bác không hỏi em là cách lắp như thế nào thì nội dung hôm nay em sẽ giới thiệu trực tiếp cho các bác là cách lắp phụ kiện của xe như thế nào. Đây các bác cứ nhìn vào đây, em sẽ giới thiệu cho các bác những cái phụ kiện kèm theo xe của nhà em thì sẽ gồm có đây, một chiếc gọng bình và bình nước này, đèn tích hợp còi, các bác có thể nhìn thấy đây ạ, đèn hậu nhá các bác, một đôi chắn bùn, một đôi chắn bùn trước sau đây ạ, và cộng kèm theo là một bộ lục lăng nhá. Em sẽ để ra đây để nhờ bạn kỹ thuật lắp cho các bác xem để các bác biết cách lắp nhá. Đây một bộ lục lăng đây để giúp các bác có thể là dễ dàng tháo lắp. Giờ thì em sẽ nhờ bạn kỹ thuật bên thì em hướng dẫn các bác cách lắp các phụ kiện vào như thế nào nhá. Rất là đơn giản thôi ạ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lắp gọng bình trước. Lắp gọng bình trước rồi sau đó thì sẽ lắp bình nước. Rất là dễ dàng thôi đúng không các bác? Có nhiều bác hỏi là cái đèn này này, đây. Cái đèn em giới thiệu cho bác nhé. Em nói luôn chi tiết cho bác luôn đây. Cái đèn này, là đèn hậu này. Nhiều bác mua về thì chưa biết cách sử dụng ấy. Đây này, nó có một cái nút bấm nhỏ xíu ở đây thôi, các bác ấn vào phải giữ tầm 5 giây. Đấy, 5 giây thì xong là đèn nó mới sáng. Nhiều bác ấn vào một cái thì là nó chưa thấy nó sáng, các bác ôi dồi cái đèn này cháy rồi em ơi. Nhưng mà thực ra là không phải cháy đâu ạ. Các bác khi mà các bác tắt, các bác ấn vào giữ khoảng tầm 5 giây. Đấy, thì nó mới tắt. Và tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho bác nhé. Đây là bộ đèn tích hợp còi đây ạ. Đèn tích hợp còi. Những cái bộ phụ kiện ở bên nhà em thì nó không phải là những cái bộ là nó quá là cao cấp, nhưng nó đã là những cái bộ phụ kiện rất là có chất lượng, rất là tốt rồi. Đây, đèn đây rất là dễ sử dụng thôi đúng không ạ? Đèn này là đèn tích hợp còi nhá. Đây, có còi tích hợp cùng đèn cho các bác đây. Rất là hay luôn đúng không ạ? Khi các bác đi xe mà có cái đèn có tích hợp còi này thì rất là an toàn đấy ạ. Đấy, các bác thấy chưa ạ? Rất là dễ dàng thôi. Bình nước, khi mà lắp cặp bình xong thì chúng ta sẽ cho bình nước vào như thế này. Chắc chắn vô cùng luôn. Các bác cứ yên tâm thoải mái luôn. Và tiếp theo nhá. Tiếp theo là em sẽ giới thiệu cho các bác cái bộ lục lăng này. Bộ lục lăng này giúp các bác có thể là dễ dàng tháo lắp xe tại nhà. Đấy, có rất là nhiều cái đầu này đấy ạ. Đây, các bác muốn sử dụng cái nào thì các bác chỉ cần bẻ ra như này, rất là tiện lợi và sẽ không bị không sợ bị rơi mất rời đi nhá. Bởi vì nó cái bộ này nó dính liền luôn, không tháo ra được luôn. Đây, rất là tiện lợi luôn. Quay hết đi con người, chúng ta sẽ tua nhanh bạn này. Cho, không phải tua nhanh mà nó cho nhạt vào ấy.
bình nước đây ạ, đây bình nước gọng bình ở vị trí này rất là dễ thôi. Hai cái đôi chắn bùn trước sau thì lắp vào vị trí như này nhá, rất là đẹp đúng không ạ? Đây là đèn tích hợp còi đây ạ, đây đèn tích hợp còi cho các bác đây. Đấy, rất là hay đúng không ạ? Và đây là đèn hậu nhá. Và em sẽ quay cho bác thêm một chút về bên xe nhé em. Camera có thể đi lại gần hơn một chút ạ. Bên em thì sẽ có rất nhiều các loại xe đạp nhé, từ tay ngang cho đến tay cong. Và giá thì có rất nhiều các phân khúc giá để có thể phục vụ các bác, từ bình dân mẫu vài triệu cho đến tầm trung và cho đến những mẫu cao cấp vài chục triệu nhà em có. Bác nào có nhu cầu muốn mua xe hoặc muốn được tư vấn kỹ hơn về xe thì hãy liên hệ với nhà em qua số điện thoại nhé. Nhà em để ở trên góc màn hình số điện thoại của nhà em có Zalo đấy ạ. Chào và hẹn gặp lại các bác vào video ngày mai.